Phạm Hiếu bán đất vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em. Đây là cái đèn xanh đèn đỏ của ngã tư quốc lộ N2 và đường tỉnh lộ 816 nghe các anh chị em. Thì hiện bây giờ Hiếu đang đi ghi hình cái miếng đất này là đường đan, đất công chứng vi bằng đất trồng cây hàng năm khác nghe các anh chị em. Thì cái đất này nó gần sát bên chợ Thạnh Lợi, ủy ban trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cây xăng, trạm y tế. Và cái hướng này thì anh chị em mình đi thẳng phía trước là quốc lộ 1A khoảng 18 km, và anh em quẹo qua đây thì anh em về 6 tỉnh miền Tây, anh em quẹo lên thì quận 7 đường Nguyễn Linh, chợ Bình Chánh và về quận Nhất. Thì còn cái hướng trước đèn xanh đèn đỏ này, anh em quẹo trái qua đây thì anh em 4 cây số thì anh em về được thị trấn Đức Hòa, nơi khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn và chợ Chiều. Và hướng trở ngược đây thì anh em về 6 tỉnh miền Tây, và trở ngược lại phía sau lưng cái màn hình này anh em đi lưng 839 và thị trấn Đông Thành, Tho Mo, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Tây, và về tại thành phố Hồ Chí Minh rất gần nha các anh em. Và miếng đất này là ngang 5 dài 20, là chủ nhân kêu bán 150 triệu bán công chứng vi bằng. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2020 thì Phạm Hiếu ghi hình cho miếng các anh chị em cô chú mình ở nhà theo dõi video nha. Thì Hiếu vừa chạy vừa quay luôn. Đấy, thì mình mời các anh chị em ha theo dõi cái video của Phạm Hiếu. Thì mình cái con đường này là cái con đường đan nghe các anh chị em. Đường đan rất là đẹp và xe hơi 4 chỗ 5 chỗ đi vào tận trong đất luôn. Thì Phạm Hiếu vừa ghi hình vừa chạy, cho nên em thấy không, rất là đẹp chưa. Đó thì nó khoảng cách từ ở trong đất đi ra đèn xanh đèn đỏ mắc chừng khoảng 250 m thôi nghe các anh chị em cô chú. Đó thì miếng đất này rất là đẹp, thích hợp cho các anh chị em lập một cái nhà cấp 4 chừng khoảng ngang 5 và 20, thì rất là đẹp và để ở rất là tốt. Ồ, hôm nay là cái đường này người ta đã cắt rồi, thì bây giờ Hiếu để xe ở đây bị dướng lại rồi, đường đan đi xe vô tận trong đất luôn. Đó thì bây giờ Hiếu xuống xe nha, Hiếu mời các anh chị em mình đi vô trồng trồng coi miếng đất rất là đẹp. Và chủ nhân bán cho mình là bao cho mình là công chứng vi bằng luôn, ngang 5 dài 20 là 150 triệu nghe các anh chị em. Đó thì Hiếu đang đi bộ vào trong miếng đất, kế bên miếng đất thì có một cái nhà cấp 4. Thì ở đây điện đùng nước nôi wifi đầy đủ, bước ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ và chợ Thành Lợi cũng như ủy ban mất chẳng khoảng chừng 320 m thôi nha các anh chị em. Rất là đầy đủ yếu tố. Và chủ nhân này, chị này, chị Trang ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ nhờ Phạm Hiếu ghi hình miếng đất này. Thì Hiếu ghi hình cái miếng đất này cho các anh chị em. Thì miếng đất này được rất là đẹp nha các anh chị em, cao ráo cứng chắc và đều đẹp đất lắm. Thì đây là cái mặt tiền ở trên đường đan, và chủ nhân để lại cho gia đình người thân ở trên đây. Và quay lại màn hình phía trước anh em thấy không, zoom thẳng ra ngoài kia là đường tỉnh lộ 816 đó, quẹo lên thì anh em quẹo lên đây thì anh em gặp ngã tư rồi. Và cái con đường này là con đường giao nhau giữa quốc lộ N2 và góc ngã tư luôn nha các anh chị em cô chú, rất là đẹp ạ. Đó, và cái miếng đất này á là mình vô á, mình mua xây dựng nhà liền. Thì ở đây là cái đường này nè anh em, chủ người ta sẽ múc cái đường này là 3 mét đổ đá xanh cho mình lên. Thì ở đây phân lô theo diện tích như thế này. Đó là cái đường này là anh em đi thẳng vào, đi thẳng vào thì chủ sẽ múc cho mình là đường đá xanh 3 mét nha các anh chị em. Và ở đây chủ nhân đã bán được một lô rồi, một lô cho người thì dân ở Hóc Môn rồi. Đó, và người ta đã cũng đã có cầm cây trụ nè các anh chị em. Nó, người ta đã mua và người ta đã cầm cây trụ rồi đó. Anh chị em thấy không, cây trụ kìa. Đó, cây trụ đó. Và xuống ba cây trụ ở bên đây. Đó, thì đất anh em thấy không, Hiếu đi vô luôn nè. Rất là cao ráo, rất là cao ráo và đều đẹp đất lắm anh chị em ơi. Đó, và ở đây nè. Đó, thì người ta đã cầm hết rồi. Và anh em thấy không, đất rất là đẹp chưa. Và anh chị em mình lẹ tay nghe, miếng đất này rất là đẹp, thích hợp cho các anh chị em mua để mà nghỉ dưỡng, cũng như là cái nhà để mình ở đây, mình làm gần khu công nghiệp, chạy ra khu nghiệp Tân Đô, Tân Đức cũng như đường quốc lộ N2 rất là gần. Chỉ khoảng chừng 5-10 phút là mình đã đi đến khu công nghiệp mình làm rồi. Và tiện lợi cho mình đi chợ, đi búa cũng như mua sắm, và cũng như là những cần thiết về sinh hoạt trong gia đình cũng như về học hành cho con cái mình cũng rất là tiện lợi. Và đặc biệt là về thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần nghe các anh chị em cô chú, rất là gần. Từ đây mình về tới chợ lớn thì mất miếng đất này mất khoảng chừng 30 cây số thôi anh em ơi, rất là đẹp, và một tiếng đồng hồ đã tới rồi. Đó thì miếng đất này rất là đẹp nha, rất là gần đường. Ngoài
Thì anh chị em nào quan tâm miếng đất này á thì gọi cho Hiếu là 0913871833, cố lên nghe các anh chị em. Miếng đất này rất là đẹp mà rất là rẻ. Ở đây là ngã tư của đường quốc lộ N2 và đường tỉnh lộ 816 nha các anh chị em.